Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 năm nay được chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc UNEP phát động với chủ đề giải pháp cho ô nhiễm nhựa, trong đó tập trung thực hiện chiến dịch chống ô nhiễm nhựa, xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu, kiểm soát giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu hướng tới lối sống xanh sạch, tăng cường tái chế, tái sử dụng rác thải nhựa, thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững, thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa. Thưa quý vị, phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, tái chế rác tài nguyên hướng tới phát triển xanh là chủ trương lớn trong tiến trình xây dựng thành phố môi trường mà Đà Nẵng đã tiên phong triển khai từ rất sớm và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Là địa phương có tỷ lệ đô thị hóa cao, Đà Nẵng đang phải đối mặt với tình trạng rác thải nhựa ngày một gia tăng. Chính vì vậy, từ nhiều năm nay, Đà Nẵng đã triển khai các dự án phong trào mô hình như phân loại rác tại nguồn, chống rác thải nhựa, khu dân cư phân loại rác, ngôi nhà thu gom rác thải nhựa, chợ giảm túi ni lông, đô thị giảm nhựa, đổi rác lấy quà nhằm giảm lượng rác thải phát sinh và tối ưu hoạt động phân loại, tái chế rác, mang lại hiệu quả xã hội tích cực, tạo nguồn quỹ cho các hoạt động an sinh xã hội. Thành phố cũng đã tiếp nhận xúc tiến 9 dự án hợp tác quốc tế về quản lý chất thải rắn, phân loại rác tại nguồn, quản lý rác thải nhựa thực hiện trong giai đoạn 2021-2024. Về cái phong trào mà phân loại rác thải tại nguồn thì phường Nam Dương cũng đã triển khai từ nhiều năm nay, tuyên truyền triển khai đồng bộ đến cho người dân qua cái việc thu gom phân loại rác thải tại nguồn. Thì cái số tiền mà thu gom được sẽ làm công tác an sinh xã hội. Đối với khu dân cư thì hỗ trợ cho phụ nữ, hỗ trợ cho người khó khăn, trẻ em. Rồi còn đối với phụ nữ phường thì các chi hội sẽ tiến hành trao học bổng Ước Mơ Xanh cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn phường. Với việc triển khai đồng loạt các giải pháp nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong phân loại rác tại nguồn, chống rác thải nhựa, đến cuối năm 2022, tỷ lệ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố đạt 89,46% số hộ gia đình, 88,91% số tổ dân phố, 79,69% cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, 100% trường học phân loại rác. Kết quả thu về hơn 1.700 tấn rác tài nguyên được thu gom, tái chế và bán được tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Với cái kế hoạch 1577 cũng như là kế hoạch hàng năm về công tác thì hiện nay là chúng ta đã tạo được một cái tiền đề để cho các cấp, các ngành cũng như là sự tham gia của cộng đồng dân cư trong cái công tác là tổ chức phân loại rác tại nguồn tại cái đơn vị, tại địa phương của mình. Và cho đến nay thì theo cái số liệu tổng hợp thì khoảng trên 86% là hộ gia đình cũng như là tổ dân phố đã triển khai huy động cái sự tham gia của người dân trong cái công tác là thực hiện, cùng nhau thực hiện phân loại rác theo các cái mô hình phù hợp tại địa phương. Năm 2023, Đà Nẵng đặt mục tiêu có hơn 90% số tổ dân phố triển khai phân loại rác và 90% số hộ gia đình phân loại rác hiệu quả tại địa bàn khu dân cư, hơn 70% cơ sở trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hơn 80% cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ du lịch và 100% trường học, cơ sở y tế trên địa bàn thành phố phân loại rác bảo đảm theo phương thức chung của thành phố, hơn 80% chợ, siêu thị, trung tâm thương mại được tuyên truyền hướng dẫn và thực hiện phân loại. Về thời gian tới thì Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã tham mưu thành phố ban hành cái kế hoạch 103 để triển khai nhằm hướng đến là chúng ta sẽ thực hiện sớm hơn so với cái quy định hiện nay của Luật Bảo vệ Môi trường 2020 có đề nghị, có yêu cầu đối với các địa phương tổ chức thực hiện phân loại rác thải tại nguồn trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Thì mục tiêu là chúng ta sẽ đặt ra làm thế nào để trong từ đây cho tới năm 2025 thì trên 90% hộ gia đình cũng như là trên 90% tổ dân phố, các cái khu vực dân cư sẽ tham gia thực hiện tốt cái phân loại rác tại nguồn tại nơi cư trú. Đà Nẵng cũng sẽ triển khai đồng bộ phân loại rác có khả năng tăng sử dụng tái chế, gồm các loại giấy, nhựa, kim loại và các loại rác nguy hại, bóng đèn huỳnh quang hư, pin và ắc quy đã qua sử dụng, vỏ chai và lọ đựng hóa chất.
triển khai thực hiện thí điểm phân loại chất thải thực phẩm, chất thải cồng kềnh, chất thải từ hoạt động cải tạo, phá dỡ công trình xây dựng của hộ gia đình cá nhân. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đặc biệt là người dân, thành phố cũng sẽ đầu tư xây dựng các nhà máy thu gom và tái chế rác thải, trong đó có rác thải nhựa và đầu tư các tàu thu gom rác trên sông, biển. Là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai phân loại rác tại nguồn, Đà Nẵng đang phấn đấu tiến gần tới mốc phân loại rác tại nguồn toàn thành phố.